Xin chào đi. Chim ơi, xin chào đi. Hôm nay chim đi đâu ơi? Sân vận động Mỹ Đình à? Sân vận động Mỹ Đình đạp xe à? À thế à, thế chim chim đạp xe đi. Đạp xe đi. Mạnh mẽ lên. Hôm nay chim ra sân vận động Mỹ Đình đạp xe đấy. Yeah. Nè 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 nè. Chim đang chờ chị cua để đạp xe. Úi xà. Chim chạy rất là nhanh nhá. Quay lại đây. Chim ơi quay lại đầu này cho nó sáng. Quay lại đầu này. Đạp xe thích không? Chim thấy đạp xe thích không? Thích không? Thích à, thích đạp tiếp đi. Quay lại vào đầu này. Chim ơi quay lại đầu này. Cho thẳng vào đầu này. Đấy, con phải đạp xe mạnh mẽ lên. Đấy, chúng ta phải bon bon chạy theo chim. Yeah. Quay lại, chim ơi quay lại đi. Xe bon bon trên dọc đường dài nhỉ. Yeah. Đạp tiếp em. Mạnh lên. Bấm còi đi. Em. Chạy đầu này nhanh lên. Chúng ta sẽ theo chip đạp xe nào. Đây chiếc xe đang bon bon. Với cách tập luyện của chip rất là hay. Chip đâu quay lại đi. Chip đạp quay lại xem nào. Xin chào. Yeah. Nè nè. Đạp còn điệu cơ. Xin chào. Nè nè. Chim ơi, chim thích không? Thích nhỉ? Nè 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 nè, quay lại bên này, nhanh lên. Chim chào chưa? Bấm còi quay lại đây, bấm còi quay lại đây. Nè 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 nè. Mệt không? Mệt không? Mệt nhè. Đấy, sao còn đồng đi đi đấy. Đây, đạp xe đi. Đạp vào trong đi, con đạp vào trong đi. Đi vào bên phải bên này này. Chim ơi. Đi vào bên này này. Chúng ta đi vào đi khám phá nhé. Đi lên, bước, đó lên. Let go. Let go nhanh lên. Nhanh lên. Đạp xe đây, vào đây nhanh lên. Yeah. Vô đây bà. Đạp vào. Chiếc ơi mình đi đâu thế? Đạp mạnh lên. Xin chào. Chiếc ơi mình đi đâu thế? Đi đâu thế? Vào đây. Đi vào đi. Con đạp nhanh lên.
làm xe xích không? Bà kìa, con chào bà chưa? Con chào bà đi. Chào bà chưa? Xin chào bà đi. Chào bà, giỏi đấy. Bye bye đi. Bye bye đi.